Xin chào bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về AFP NetCore. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một số vấn đề. Thứ nhất là sử dụng cái công cụ Webpack tích hợp vào dự án AFP NetCore để biên dịch các file SAS, SCSS thành file CSS cũng như là đóng gói những cái thư viện CSS, JavaScript. Chúng ta tìm hiểu kỹ hơn một chút về HTTP Context, đọc những cái thông tin từ HTTP Request gửi đến cũng như là xử lý một số trường hợp HTTP Response trả về. Ví dụ như là trả về JSON, xử lý upload file, sử dụng cookie. Để thực hành, chúng ta tạo ra một cái thư mục để lưu ký dự án AFP NetCore đơn giản. Chúng ta tạo ra một cái thư mục ở Guardian, đặt tên cái thư mục đấy là AFP03 vào cái thư mục này. Thực hiện lệnh .dev new web. Mở cái dự án này ra bằng Visual Studio Code. Dự án AFP đơn giản đã tạo sẵn cho chúng ta. Trong Paradigm thì nó đã sử dụng Endpoint Routing with Node và nó tạo ra một cái Endpoint thôi. Tại đây thì chúng ta đưa vào cái Paradigm cái Endpoint là Static File with Node để nó kích hoạt cho phép truy cập file tĩnh. Chúng ta sử dụng cái phương thức Use Static File. Với with Node này thì chúng ta có khả năng truy cập những cái file tĩnh lưu trong cái thư mục mặc định là 3wroot. Chúng ta chạy ứng dụng bằng cái lệnh .NET Watson. Kết quả khi chúng ta truy cập localhost 5001 có dòng hello world. Giả sử trong dự án của chúng ta có những cái file mã nguồn viết bằng SCSS. Ví dụ chúng ta có một cái thư mục là source chẳng hạn. Trong thư mục này chúng ta có một cái thư mục là SCSS để lưu trữ các file mà chúng ta viết bằng cái định dạng SCSS. Ví dụ có một cái file là size.scss. Ví dụ chúng ta có một cái đoạn mã scss đơn giản. Ví dụ màu sắc có một cái biến màu sắc được khởi tạo và gán bằng một cái giá trị nào đó. Chúng ta có thể định nghĩa ra một cái class. Ví dụ my class. Thiết lập màu chữ color bằng cái màu sắc. Bây giờ chúng ta có nhu cầu là phải biên dịch cái file SCSS này ra thành file CSS rồi lưu trữ lại ở trong thư mục 3wroot thì chúng ta sẽ sử dụng Webpack với cách nào như sau. Webpack là một cái bucket của Node. Chúng ta sẽ cài đặt những cái bucket của Node để có thể chạy được Webpack. Chúng ta thực hiện những cái lệnh. Ở đây chúng ta cũng sử dụng Webpack để tích hợp vào dự án những cái thư viện như Bootstrap jQuery. Chúng ta cài đặt thêm những cái bucket Bootstrap jQuery. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cấu hình để Webpack nó biên dịch cái file size SCSS thành CSS cho chúng ta. Đồng thời nó copy những cái thư viện mà chúng ta lấy về được ra cái thư mục 3wroot. Chúng ta tạo ra trong thư mục gốc của dự án một cái file có tên là webpack-config.js. Nội dung của nó thì chúng ta có thể copy, chúng ta truy cập vào cái đường link này, copy về. Nội dung cái file này thì nó khởi tạo ra những cái đối tượng để cho Webpack nó làm việc. Đó là chúng ta thiết lập những cái file nguồn CSS cần biên dịch. Ở đây là chúng ta chỉ rõ đấy là cái file size SCSS sẽ biên dịch thành CSS. Và thư mục để xuất ra đấy là 3wroot. Và các cấu hình khác thì chúng ta có thể để nguyên là những cái file CSS sẽ được tối ưu thành min CSS. Đồng thời chúng ta có tiến hành copy những cái thư viện để sử dụng trong dự án. Đồng thời thì trong cái file bucket.json thì chúng ta phải cập nhật thêm cái nội dung như này. Đó là có thêm một cái mục là watch. Ta copy cái mục watch. Chúng ta cho thêm cái mục này để chúng ta có một cái lệnh mà nó sẽ giám sát sự thay đổi của cái file này thì nó tự động biên dịch ngay. Rồi là trong mục script chúng ta có thêm là build webpack và watch là npm watch. Ta copy hai cái dòng này để vào sau cái mục bên trong script. Sau khi hoàn thành cái cấu hình như vậy thì để chạy nó chúng ta chỉ việc có cái lệnh npm notepack manager run build. Đã chạy thành công. Bây giờ trong thư mục 3wroot chúng ta có thư mục CSS, trong đó là có file size min CSS. Nó đã biên dịch cái SCSS thành CSS cho chúng ta.
đồng thời nó copy những cái thư viện. Đó là chúng ta có những cái file jQuery main.js, Bootstrap main.js. Nếu mà chúng ta muốn là trong quá trình chúng ta viết SCSS, mỗi lần chúng ta lưu code lại thì nó tự động biên dịch thành CSS cho chúng ta, thì chúng ta thực hiện lệnh npm run watch. Thì lúc này nếu mà chúng ta cập nhật code, ví dụ như background một cái màu nào đó, chúng ta lưu nó lại thì nó đã tự động chạy và biên dịch ra cái file CSS mới cho chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn tích hợp toàn bộ cái mã CSS của thư viện Bootstrap vào cái file size CSS của chúng ta, thì chúng ta có thể là lạp toàn bộ những cái thành phần của cái thư viện đấy ở trong cái file size CSS của chúng ta. Chúng ta lạp bằng cái chỉ thị là import, sau đó là chỉ ra cái đường dẫn của toàn bộ những cái file CSS của thư viện Bootstrap. Notbudul Bootstrap CSS Bootstrap. Rồi nó đang biên dịch lại. Khi biên dịch xong thì trong cái file sysmin của chúng ta là có toàn bộ code CSS của thư viện Bootstrap cộng với cả những code mà chúng ta cho thêm vào. Bây giờ chúng ta trở lại startup CSS. Chúng ta sẽ sử dụng endpoint Bitnoe để tạo ra những cái điểm endpoint như là một cách để chúng ta ôn tập bài trước và để thực hành tiếp cho cái buổi hôm nay. Chúng ta sẽ làm một cái ví dụ như sau. Chúng ta tạo ra những cái endpoint, nó điều hướng những cái truy vấn tương ứng với những cái địa chỉ URL. Chúng ta có thể làm nhanh như sau. Use endpoint, thì trong này chúng ta sẽ tạo ra gồm có tạo ra một cái endpoint, sử dụng cái phương thức là MapGet, địa chỉ phù hợp là request info, nhận một tham số là contact, async contact. Khi truy cập cái địa chỉ này thì tạm thời chúng ta viết ra cái dòng là JSON, viết ra là request info await, tạo ra bốn cái endpoint nữa, một cái endpoint với cái địa chỉ truy cập là encoding, endpoint với địa chỉ truy cập là cookie json form. Rồi chúng ta tạo ra những cái endpoint như vậy, chạy thử xem. .NET Watson. Khi chúng ta truy cập cái địa chỉ request info thì tới cái endpoint request info. Tương tự như vậy, khi truy cập form thì tới cái endpoint mà nó xử lý cái truy vấn là địa chỉ là form. Những cái địa chỉ này khi chúng ta truy cập thì code xử lý bên trong của nó là một cái vấn đề mà chúng ta muốn trình bày hôm nay. Thứ nhất là khi truy cập request info thì mục đích là chúng ta sẽ thực hành đọc những cái thông tin của request gửi đến để trợ giúp trình bày cái nội dung HTML nó trả về cho client. Ở đây chúng ta xây dựng một cái thư viện hỗ trợ như sau. Chúng ta xây dựng ra một cái thư viện. Ở đây là code có sẵn, chúng ta có thể copy. Đó là một cái lớp tĩnh tên là HTML helper. Trong đó nó có những phương thức giúp chúng ta sinh ra những cái HTML một cách đơn giản hơn. Chúng ta nhớ là chúng ta dùng cách phát sinh HTML như này ở cái giai đoạn tìm hiểu ban đầu này thôi. Còn những phần sau chúng ta sẽ phát sinh HTML bằng cách sử dụng cái engine JGBase. Thì những cái nội dung đó sẽ đến những cái phần ví dụ như MVC chúng ta sẽ trình bày. Thì ở đây chúng ta có một cái lớp là HTML helper. Chúng ta có thể copy toàn bộ cái mã nguồn của cái file này về. Chúng ta tạo ra một cái file là HTML helper. Sau đó là copy toàn bộ cái mã nguồn này về. Trong cái file mã nguồn này thì nó có những cái phương thức. Đó là HTML document, menu top, HTML trang chủ, HTML tag. Đây là những cái phương thức nó mở rộng cho cái đối tượng chuỗi. Có thêm cái phương thức HTML tag để chúng ta bao bọc cái chuỗi đó trong một cái thẻ tag mà chúng ta chỉ ra. Ví dụ một vài trường hợp như này. Chúng ta có chuỗi hello world, chúng ta muốn bọc nó ở trong một cái thẻ HTML thì chúng ta gõ HTML tag. Thẻ đấy là thẻ gì? Ví dụ như thẻ H1. Ở địa chỉ trang chủ, chúng ta thấy là cái chuỗi hello world này được bao bọc bởi cái thẻ H1. Chúng ta có thể xem code của nó. Chúng ta thấy là có thẻ H1. Nếu mà chúng ta muốn thiết lập nó sử dụng một cái class CSS gì thì chúng ta
viết tên cái class đó vào đây. Ví dụ như là TextDagger, thì kết quả của chúng ta đó là H1 class bằng TextDagger hello world. Trong cái lớp HTML helper, nó có phương thức là HTML document để nó phát sinh ra cái document đầy đủ cho chúng ta. Trong đó nó có tích hợp sẵn cái file CSS Simin, thư viện Bootstrap, thư viện jQuery. Chúng ta chỉ cần truyền hai cái tham số, đó là tiêu đề của trang web, tức là cái title đấy. Ví dụ như xin chào. Và cái nội dung body ở trong cái trang web đó, cái nội dung body sẽ được chèn vào trong cái phần thẻ body. Ví dụ nội dung body đấy là hello world, thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta cái chuỗi HTML. Chúng ta truy cập lại xem. Cái HTML của chúng ta đã có tích hợp những cái thư viện jQuery, file CSS, cũng như là cái nội dung H1 của chúng ta là nó chèn vào cái phần body. Trong cái file HTML helper, nó có phương thức để tạo ra một cái thanh menu phía trên, và nó sử dụng HTML với cái cấu trúc của Bootstrap. Để tạo ra cái menu đó thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta gọi phương thức là menu top với tham số là một cái mảng đối tượng. Trong cái mảng đối tượng này là danh sách những cái mục menu, gồm có địa chỉ URL là gì, cái nhãn của menu là gì, và cái tham số là HTTP request để nó phân tích, để xử lý và kích hoạt cái menu đó. Mảng những cái đối tượng menu này là mỗi phần tử của nó là một cái đối tượng và có cái thuộc tính là URL và label. Chúng ta có thể tạo ra một cái menu như sau. Ví dụ ở đây chúng ta đặt ra một cái biến là menu bằng HTML helper menu top. Cái tham số thứ nhất là một cái mảng những cái đối tượng, và tham số thứ hai là HTTP request ở trong cái context request. Những cái đối tượng này có thể là những cái đối tượng kiểu vô danh. Chúng ta tạo ra một cái đối tượng thứ nhất kiểu vô danh cần có hai cái thuộc tính, đó là URL label. URL ví dụ truy cập tới địa chỉ là ABC với nhãn. Thuộc tính thứ hai là label menu ABC. Tạo ra một phần tử nữa để cho cái menu có hai phần tử. Phần tử thứ hai địa chỉ truy cập là XYZ. Chúng ta ghi nhãn của nó là XYZ. Thì chúng ta sẽ có đoạn HTML biểu diễn một cái menu top. Cái đoạn HTML này chúng ta sẽ đưa vào phần body. HTML của menu xong đến cái nội dung HTML của cái body khác. Thì ngoài truy cập thì chúng ta sẽ thấy ở đây là không có thuộc tính label nhãn. Rồi chạy lại. Cái menu phía trên này nó đang thiết lập là màu nền là không có màu trắng. Ở đây là trong cái code của cái tạo ra cái menu, chúng ta có thiếu thiết lập cái màu nền. Chúng ta có thể sửa. Ở đây khi thiết lập cái navbar, ở đây thì nó đã thiết kế là sử dụng một cái class riêng mà chúng ta đã không định nghĩa cái main background. Do đó là nó không thiết lập cái nền của cái thanh menu top phía trên. Một là chúng ta có thể là định nghĩa ra cái class CSS main background và thiết lập màu nền cho nó, hoặc là chúng ta có thể sử dụng luôn cái class của Bootstrap, đó là background, ví dụ dagger là màu đỏ. Thì bây giờ truy cập lại, chúng ta thấy là có một cái thanh menu top phía trên màu dagger đỏ, hoặc là cho màu tối dark. Và chúng ta để màu đỏ cho nó lỗi dagger. Thế như vậy là chúng ta có một cái menu, mà những cái mục menu chúng ta có là nhãn của menu. Bấm vào cái menu này thì nó đến cái địa chỉ là ABC. Ở trong thư viện này thì nó cũng có thiết lập những cái mục menu mặc định cho những cái truy vấn. Đây là request info encoding cookie. Thì chúng ta gọi lấy ra. Đó là chúng ta thay những cái mục menu, cái object này là bằng HTML helper default menu top item. Default menu top item là tạo ra những cái mục menu
theo những cái địa chỉ mà chúng ta thiết kế. Đấy là URL là request info, nhãn thì là request. Đấy, chúng ta thích cho thêm thì chúng ta cho thêm vào đây. Bằng cách đó thì chúng ta có được cái thanh menu phía trên, đó là truy cập địa chỉ request, đó là truy cập form, JSON. Trong HTML helper cũng có một cái phương thức HTML trang chủ để nó phát sinh ra cái code HTML trang chủ mặc định cho chúng ta. Thì thay vì hiện ra cái dòng chữ là hello world, sau cái menu chúng ta gọi HTML helper HTML trang chủ. Chúng ta có một cái trang chủ hoàn thiện. Bây giờ chúng ta xử lý khi chúng ta truy cập request info thì nó sẽ đọc thông tin của request và hiện thị ra trang HTML. Chúng ta có thể copy tạm thời cái đoạn code này xuống. Chúng ta vẫn tạo ra một cái menu, bỏ cái HTML trang chủ đi. Tiêu đề chúng ta ghi là thông tin của request. Khi một cái yêu cầu truy vấn gửi tới ứng dụng thì những cái thông tin của truy vấn được lưu trong cái đối tượng contact request. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái đối tượng request này cho một cái phương thức và tại đó chúng ta sẽ đọc những cái thông tin chúng ta có được từ cái request. Chúng ta có thể tạo ra một cái lớp tĩnh ở trong một cái thư mục nào đó, ví dụ như my list. Một cái lớp tĩnh đặt tên là request process xử lý các request. Khai báo trong này có một cái lớp tĩnh public static class đặt tên là request process. Trong này chúng ta khai báo ra một cái phương thức đầu tiên, public static trả về chuỗi HTML, đặt tên phương thức là request info với cái tham số đó là HTTP request. Chúng ta phải làm cái namespace ASP.NET Core HTTP. Thì tại đây chúng ta sẽ trả về một cái chuỗi, đó là những cái thông tin mà chúng ta đọc được từ cái đối tượng HTTP request. Trong cái endpoint request info thì chúng ta sẽ chuyển cái request này cho cái phương thức request process request info để chúng ta lấy được cái nội dung HTML. Ta ghi là info, sau đó là hiện thị info sau cái HTML menu. Thì bây giờ chúng ta truy cập vào request, chúng ta có dòng thông tin trở về. Bây giờ chúng ta sẽ đọc những cái thông tin ở trong request. Trong một cái yêu cầu truy vấn gửi tới thì có rất nhiều thông tin. Trên trang thì có một cái đoạn code đọc cơ bản hầu hết những cái thông tin mà có trong request. Chúng ta có thể copy cái đoạn code này vào. Nạp cái namespace text, nạp cái namespace link. Ở đây là sử dụng cái đối tượng string builder để xây dựng chuỗi. Khi chúng ta có được cái đối tượng request thì có rất nhiều thông tin chúng ta có thể đọc được. Thứ nhất là cái thuộc tính stream, là nó cho biết là giao thức HTTP hay là HTTPS. Chúng ta đọc được cái chuỗi stream, đưa nó vào một cái thẻ TD ở bên trong cái thẻ TR và đẩy vào stream builder để phát sinh cái nội dung chuỗi, một cái bảng. Tiếp theo là cái địa chỉ host, thì chúng ta truy cập cái thuộc tính host. Địa chỉ playpath truy cập, địa chỉ truy cập path, rồi là chuỗi truy cập, query string, phương thức truy vấn post hay put hay get vân vân thông qua thuộc tính method, giao thức truy cập, kiểu nội dung của document gửi tới lấy thông qua thuộc tính content type, ví dụ gửi tới văn bản, gửi tới hình ảnh, file vân vân. Danh sách các header thì truy cập thông qua thuộc tính header. Ở đây là sử dụng link để liệt kê tất cả các header. Chúng ta thêm lại kiến thức về link, đọc từng cái giá trị ở trong cái chuỗi query và liệt kê nó ra. Thử đọc một cái giá trị với key là ABC ở trong query nếu có. Để đọc được thì in cái giá trị đó ra. Và cuối cùng là trả về cái bảng HTML trừ những cái thông tin chúng ta đọc được từ request. Bây giờ chúng ta truy cập cái địa chỉ là request info, chúng ta sẽ thấy request info. Chúng ta thấy là nó đọc được stream https, cái địa chỉ host, local host 501
Ở đây là chúng ta đọc được từ cái request gửi đến server. Cái đường dẫn truy cập request path query string là không có query. Chúng ta thử cho vào một cái chuỗi query x, y, z bằng 1, 2, 3 and y, y, y bằng xuân thu lab. Thì chúng ta có được cái chuỗi query. Phương thức truy cập là get, giao thức HTTP, không có thiết lập content type, các header mà trình duyệt gửi đến, có thiết lập cookie, nó được Google thiết lập do trước đây là ở cái địa chỉ này, cũng có tích hợp với Google Analytics vào. Các giá trị chuỗi query x, y, z thì bằng 1, 2, 3, chúng ta thấy x, y, z bằng 1, 2, 3, y, bằng xuân thu lab. Đọc thử giá trị query ABC là không có giá trị gì. Nếu ở đây chúng ta viết là n ABC bằng 2021 thì cái query với key là ABC có giá trị là 2021. Toàn bộ cái HTML này chúng ta có thể căn vào giữa khi chúng ta bọc nó vào trong một cái thẻ div với cái class là container. Cái này là thuộc về Bootstrap, chúng ta có thể thiết lập như này. Cái info trở về được bọc lại bởi cái thẻ div. Thẻ div đấy có sử dụng cái class, đây là container. Thì chúng ta thấy là cái nội dung nó căn vào giữa thẳng với cả cái menu top ở phía trên. Đây là cái ví dụ thứ nhất là những cái thông tin chúng ta đọc được từ request gửi đến. Tiếp theo là chúng ta thiết lập trả về một cái nội dung JSON. Chúng ta copy cái đoạn code ví dụ ở request info này vào. Khi truy cập cái địa chỉ JSON thì chúng ta trả về một cái nội dung JSON nào đó. Title của trang web là JSON. Giả sử chúng ta sẽ convert một cái đối tượng trở thành một cái chuỗi JSON. Để trong dự án có thể sử dụng được JSON thì chúng ta phải tích hợp vào cái thư viện là NewtonSoft JSON. Chúng ta thực hiện lệnh .NET add bucket. Bucket đấy có tên là NewtonSoft JSON. Giả sử chúng ta có một cái đối tượng nào đó, ví dụ như là một cái sản phẩm, chúng ta tạo ra bằng cái đối tượng kiểu vô danh, có các thuộc tính tên sản phẩm, đồng hồ, ABC, có thuộc tính giá chẳng hạn, 5 triệu, có thuộc tính ngày sản xuất chẳng hạn, ví dụ sản xuất năm 2000, ngày 31 tháng 12, tháng trước, ngày sau. Khai báo ra có một cái chuỗi JSON. Ra thực hiện chuyển đối tượng thành một cái chuỗi JSON convert serial object, chuyển cái đối tượng P thành chuỗi JSON. Có chuỗi JSON rồi, chúng ta trả về cái chuỗi JSON đó. Ở đây là trả về chuỗi JSON, do đó là chúng ta không trả về cái nội dung HTML. Ở đây là chúng ta viết thẳng ra JSON, cái chuỗi JSON đó. Cái phần trên này chúng ta không cần. Ở đây để thiết lập cho client biết là cái nội dung trả về là cái chuỗi JSON thì chúng ta có thể thiết lập ở cái thuộc tính JSON, context JSON, content type, kiểu nội dung trả về đấy là application JSON. Thì lúc này các trình client, ví dụ như các trình duyệt, nó biết đây là cái nội dung JSON. Thì bây giờ chúng ta thử truy cập xem. Khi chúng ta truy cập vào JSON thì nó đã trả về cái nội dung chuỗi JSON là cái sản phẩm, có tên sản phẩm, giá và ngày sản xuất. Và nó biết được đây là cái chuỗi JSON. Ví dụ như các trình client nó có hỗ trợ đọc JSON, ví dụ như trong trình duyệt Firefox chẳng hạn. Firefox nó hỗ trợ hiển thị JSON ở cái định dạng dễ nhìn hơn thì nó biết được cái nội dung trả về là chuỗi JSON. Do đó nó hiển thị cái nội dung đây. JSON trả về nội dung gốc của nó là cái chuỗi JSON và nó trình bày ra là nó có các thuộc tính và giá trị tương ứng. Nó biết được đây là JSON bởi vì chúng ta thiết lập ở trong cái header trả về là content type. Đấy, trả về là cái văn bản dạng JSON. Bây giờ chúng ta nói về cookie. Cookie là một cái dữ liệu nhỏ do server nó gửi về cho các client, các trình duyệt. Khi trình duyệt có được cookie thì nó lưu trữ lại để cái lần truy vấn sau nó sẽ gửi cái cookie này trở lại cho server.
Thường thì sử dụng cookie để lưu trữ các phiên làm việc. Ví dụ như là khi user đã đăng nhập thì đã gửi một cái cookie về. Thì lần sau user đó truy cập thì cookie đó được gửi lên thì phiên làm việc đó được phục hồi. Và nó đã biết được là user đã đăng nhập thì không cần yêu cầu đăng nhập nữa. Ở đây chúng ta sẽ thực hành là viết ra một cái cookie gửi về cho client và đọc một cái cookie do client nó gửi lên. Chúng ta cũng copy cái đoạn code phía trên lại và sử dụng ở trong cái đoạn code xử lý cookie. Cookie, tiêu đề là cookie. Tiêu đề là cookie. Ở cái Unbound Market này thì chúng ta sẽ thiết lập và khi nó truy cập hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái địa chỉ là cookie drive và trường hợp thứ hai là truy cập ở cái địa chỉ là cookie read thì sẽ đọc cookie. Thì trong cú pháp tạo ra map get ở đây chúng ta có thể thiết lập cái chuỗi URL truy vấn, đó là phần đầu là địa chỉ cookie, phần sau là một cái chuỗi nào đó, cái chuỗi đó có thể là có tên, ví dụ chúng ta đặt tên là action. Chúng ta cho dấu sao vào trước tên thì nghĩa là truy cập không có cái chuỗi action phía sau cũng được. Thì lúc này khi chúng ta truy cập cookie, ngoài truy cập cái địa chỉ cookie này thì các địa chỉ con chúng ta cũng có thể truy cập được, ví dụ abc. Thì lúc này cái chuỗi abc chính là cái action, xyz chính là cái action. Khi chúng ta cấu hình như vậy thì chúng ta có thể đọc được cái giá trị action khi cái truy vấn nó gửi đến. Chúng ta đọc bằng cách truy cập cái thuộc tính của context, đó là get row value và chỉ tên ra cái key là gì. Key ở đây chúng ta đặt là action. Thì cái này nó trả về một cái đối tượng, chúng ta lưu nó lại là action. Trong trường hợp mà không có cái chuỗi tương ứng với cả cái key là action, ví dụ cookie không, thì nó sẽ đọc được và nó trả về cái giá trị là null. Ở đây chúng ta có thể sử dụng là action bằng get row value hai dấu hỏi chấm và giá trị mặc định của nó nếu mà trong trường hợp bằng null là một cái chuỗi rỗng. Thì khi viết như thế này, nếu mà là action có giá trị thì cái giá trị đấy được đọc, còn nếu không thì là cái action mặc định là một cái chuỗi null. Ở đây chúng ta có thể thiết lập cái giá trị mặc định là write hoặc là read, read mặc định là read. Sau khi có action thì chúng ta có thể là hiện thị nó ra ở cái tiêu đề của cửa sổ cộng với cả cái action. Thế này chúng ta truy cập chúng ta thấy mặc định thì là cookie read. Nếu mà chúng ta abc thì cái action đấy có giá trị là abc write, action đấy là write. Thì bây giờ căn cứ vào các action thì chúng ta gọi những cái phương thức tương ứng. Ví dụ như là nếu action bằng write tức là viết cookie thì chúng ta sẽ xử lý một cái hàm để viết cookie. Ở đây chúng ta convert thành to read. Còn nếu không là read cookie. Cái HTML hiện thị ra hiện giờ là chỉ có menu thôi. Ở đây là chúng ta cho thêm vào cái đường link tới write và read. Chúng ta có thể viết ra một cái HTML hướng dẫn chẳng hạn. Và cái thẻ A được link đến cái địa chỉ cookie read và cookie write. Cookie read ở đây ghi là đọc cookie. Có một cái đường link xuống dòng PR. Một cái thẻ A nữa là cookie write. Chúng ta ghi là ghi cookie. Sau đó là cái HTML này được hiển thị sau menu. Đấy, cái HTML của chúng ta là đọc cookie, read, ghi cookie, write. Tương tự như phần trên này, nếu muốn thì chúng ta có thể bao bọc cái HTML hướng dẫn này trong một cái thẻ div có sử dụng cái class là container để nó nằm vào giữa. Nếu thích thì trình bày cái đường link này như một cái nút bấm. Chúng ta cho thêm vào cái class bằng class của thư viện Bootstrap, Button ghi là button danger chẳng hạn, là một cái class button success chẳng hạn, màu xanh. Chúng ta có thể trình bày cái thẻ div là cách cái menu này ra. Cái container này chúng ta ghi là margin top
ở mức 4. Hai cái bút chun này không cho xuống dòng. Chúng ta có đọc cookie, ghi cookie. Bây giờ chúng ta xử lý cái phần ghi cookie. Một cái cookie thì thường là có tên và giá trị của cookie, và cái thời gian hiệu lực của cookie, và cái thời gian hiệu lực của cookie. Để ghi một cái cookie thì chúng ta truy cập cái thuộc tính của JSON, đó là cookie, là danh sách các cookie. Ở đây chúng ta sẽ cho thêm vào một cái cookie bằng cái phương thức là append. Tham số đầu tiên là tên cookie, ví dụ tên cookie là mã sản phẩm chẳng hạn, và giá trị của cookie một cái giá trị nào đó. Thì lúc này khi chúng ta truy cập ghi cookie thì cái cookie đó sẽ được viết ra và gửi về cho trình duyệt. Ở trong trình duyệt sẽ đọc và lưu trữ lại được. Ví dụ ở đây chúng ta kiểm tra xem trong các header thì có một cái header là cookie. Chúng ta có thấy là cái header cookie có cái dòng mã sản phẩm bảng, và nó phân tích ra được là có một cái cookie gửi về. Cookie đấy tên là mã sản phẩm và giá trị. Khi chúng ta ghi cookie, chúng ta có thể có một số thiết lập nữa. Chúng ta có thể tạo ra cái đối tượng cookie option, sau đó là khởi tạo nó có một số những cái thuộc tính. Một số thuộc tính chúng ta có thể thiết lập, ví dụ như là path là những đường dẫn mà cái cookie có hiệu lực. Ví dụ như chúng ta có thể thiết lập path bằng các thuộc tính khác như thời điểm hết hạn, expire, ví dụ thời điểm hết hạn, cái thời điểm hiện tại thêm vào một ngày, tức là hết hạn sau một ngày. Ngoài ra còn có những thuộc tính khác, SQL, same sheet, HTTP only. Ở đây chúng ta khai báo ra một cái dòng thông báo message cho biết là thực hiện lưu cookie. Cookie được ghi. Sau đó là hiển thị thông báo sau cái hướng dẫn. Cái dòng thông báo chúng ta có thể là trình bày trong một cái hộp message bằng trong một cái thẻ thẻ disk có sử dụng những cái class. Class là alert, alert danger. Đây là cái class của Bootstrap. Truy cập vào ghi cookie thì nó có dòng thông báo là cookie đã được ghi. Và chúng ta thiết lập cái cookie này có các option. Thì ở đây cái hàm append chúng ta cho thêm cái tham số cuối, đây là option. Thì hôm nay chúng ta ghi cookie thì cái cookie mới nó trả về cho trình duyệt. Chúng ta thấy khi chúng ta truy vấn write cookie thì cái cookie nó trả về ở cái phần JSON header. Thì chúng ta thấy có set cookie, tên cookie là mã sản phẩm, có thiết lập thêm là cái thời điểm cookie này hết hạn, và cái đường dẫn mà cái cookie đó có hiệu lực. Đây là cái đường dẫn có hiệu lực khi địa chỉ bắt đầu bằng cái địa chỉ gốc. Xem ở phần cookie thì JSON cookie trở về thì chúng ta thấy là nó có thêm ngày hết hạn, đường dẫn, path. Khi cái cookie gửi về cho trình duyệt thì trình duyệt sẽ lưu lại. Trong những lần truy vấn tiếp theo đến cái domain tương ứng thì nó sẽ gửi chính cái cookie đó trong cái HTTP request. Chúng ta thử truy cập một cái địa chỉ khác request thì trình duyệt sẽ gửi cái cookie ở lần trước. Thì chúng ta thấy chúng ta đọc được có một cái cookie là mã sản phẩm. Ở đây chúng ta thiết lập luôn cho cái trường hợp là đọc cookie. Đọc cookie thì ở cái phần trên thì chúng ta đã trình bày trong cái request này có cái phần đọc các cookie của request gửi đến. Ở đây chúng ta có list cookie đây. Ở đây là nó đọc tất cả các cookie. Chúng ta có thể copy cái đoạn mã này để vào ở cái phần else, tức là trường hợp là đọc cookie của request gửi lên. Request ở đây là contact request. Chúng ta có được các cookie. Chúng ta gán nó lại vào cái biến message để nó hiển thị ra. Như vậy là khi chúng ta ghi cookie thì thông báo ghi cookie, đọc cookie thì nó đọc được cookie gửi lên mã sản phẩm. Phần tiếp theo chúng ta nói về xử lý khi chúng ta submit một cái form dữ liệu HTML. Chúng ta copy cái đoạn code tại request info và để vào cái phần form. Tiêu đề chúng ta ghi là test
submit form HTML. Khi form submit lên thì chúng ta chuyển cái request cho một cái phương thức nó xử lý. Chúng ta tạo ra một cái phương thức đặt tên là process form, nhận tham số là HTTP request và phải trả về một cái chuỗi HTML. Chúng ta khai báo ra một cái biến form HTML được trả về từ request process process form. Form HTML được đặt xong menu. Ở đây để đơn giản thì chúng ta viết HTML ở trong một cái file HTML, ví dụ như form text HTML. Thì chúng ta sẽ viết HTML ở trong cái file form text HTML này. Sau đó là process form này sẽ đọc cái nội dung HTML ở trong cái file đó. Ở trên trang thì có một cái file mẫu form HTML. Để chúng ta làm cho nhanh, chúng ta vào cái đường link này và chúng ta copy cái mẫu HTML này vào, dán vào form text. Đây là cái nội dung HTML. Ở bên trong đó có một cái form, form đó sẽ được submit bằng cái phương thức post đến cái địa chỉ là form. Trong đó nó có những cái phần tử, đó là những cái phần tử input có tên là họ và tên, có phần tử là email, phần tử là lựa chọn, có phần tử là file upload, nút bấm là submit. Đây là một cái form HTML bình thường có sử dụng các class của Bootstrap. Trong những HTML này có để ra những cái chỗ vị trí trống để chúng ta có thể chèn những cái dữ liệu mong muốn vào đây. Đó là những cái vị trí index 0 tương ứng với cả họ tên muốn chèn cái giá trị vào. Vị trí là index bằng 1 tương ứng với cả cái địa chỉ email mà chúng ta muốn điền giá trị vào. Như vậy là cái nội dung của cái file này như là một chuỗi định dạng. Sau đó là chúng ta sẽ chèn những cái giá trị tương ứng vào. Thì ở trong cái phương thức process form, chúng ta sẽ đọc toàn bộ cái nội dung của form text HTML vào. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến đặt tên là format vì nó tương tự như là một cái chuỗi format định dạng. Chúng ta có thể sử dụng cái phương thức của cái lớp file gọi phương thức JSONText. Tên file ở đây là form text HTML. Đây chúng ta phải làm cái namespace stdio. Thì lúc này chúng ta có thể có được cái chuỗi HTML bằng cách chèn những cái giá trị vào những chỗ để sẵn của những chuỗi này. Ví dụ vị trí bằng 0 là tương ứng là họ và tên mặc định là gì, vân vân. Chúng ta gọi cái phương thức của lớp string format, chuỗi format đây là format. Sau đó là chúng ta chèn những cái giá trị tương ứng. Giá trị đầu tiên là tương ứng họ và tên. Chúng ta ghi là họ tên index bằng 1 là tương ứng với địa chỉ email sunthunap@gmail.com. Index tiếp theo tương ứng với cả cái phần tử kiểu là checkbook, lựa chọn yes, no, no. Truy cập thì chúng ta có được cái form họ tên, email, password. Chúng ta có thể đặt cái form này vào giữa, đưa nó vào cái thẻ tip, sử dụng cái class container. Chúng ta có được cái form khi chúng ta submit dữ liệu thì ứng dụng sẽ nhận được. Ở đây nó có báo một cái lỗi bởi vì khi chúng ta xây dựng cái form thì chúng ta submit đến cái địa chỉ form với HTTP method là POST. Mà trong khi đó những cái endpoint ở đây là chúng ta sử dụng map get. Do đó thì chúng ta có thể cho thêm một cái endpoint nữa. Đây là map POST đến cái địa chỉ là form. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể sử dụng một cái phương thức mà chúng ta không cần tạo ra hai cái endpoint. Đó là chúng ta sử dụng cái phương thức là map method. Tham số đầu tiên là URL. Tham số thứ hai là mảng các phương thức HTTP method. Ta tạo ra một cái mảng chuỗi. Nó chấp nhận hai cái phương thức POST và GET. Như vậy thì khi chúng ta truy cập bằng cái phương thức GET, sau đó là POST đều được. Khi chúng ta submit dữ liệu thì ứng dụng sẽ nhận được và nó sẽ xử lý ở trong process để đọc những cái dữ liệu nó gửi đến. Để nhanh chóng thì trên trang có cái code sẵn thì chúng ta copy và giải thích thêm thôi. Ở trên trang thì có cái đoạn code đó là xử lý khi upload form. Thì đầu tiên là chúng ta khai báo ra có các biến
chúng ta có các biến họ tên tương ứng với cả những phần tử HTML họ tên, có biến là lựa chọn tương ứng với cả cái phần tử mẫu sử dụng cái HTML checkbook. Đây là lựa chọn hay không lựa chọn, chỉ là một cái ví dụ thôi. Có phần tử là email password tương ứng với cả cái phần tử HTML password. Thì trước tiên là chúng ta có những cái phần tử như vậy, họ tên mặc định là chuối rỗng, thì ở đây chúng ta thay họ tên nó đọc được, email lựa chọn thì là giá trị nó đọc được ở cái phần tử checkbook. Khi lựa chọn bằng true thì thiết lập cái giá trị của phần tử đấy là checked, còn là khi lựa chọn bằng false thì là điền cái giá trị là chuối rỗng. Thế lúc này chúng ta thiết lập cái giá trị ở đây là tùy thuộc vào cái giá trị của lựa chọn. Những cái dữ liệu HTML form submit lên thì nó nằm ở trong cái thuộc tính của request. Cái thuộc tính đấy có tên là form. Từ cái thuộc tính này thì chúng ta đọc được những cái giá trị tương ứng với những cái phần tử, ví dụ như phần tử có tên là họ và tên. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ tiến hành đọc form khi cái phương thức truy vấn gửi đến là post. Sau đó ở đây chúng ta sẽ kiểm tra cái phương thức gửi đến là gì? Request method. Nếu method bằng phương thức post thì mới thực hiện là đọc các dữ liệu. Để cho ngắn gọn thì chúng ta lưu cái request form ra một cái biến là form. Thì từ cái biến đó thì chúng ta sẽ đọc những dữ liệu. Ta có thể khai báo là var form bằng form. Sau đó là để đọc cái phần tử HTML có tên là email thì chúng ta viết là form mở ngoặc vuông email. Đọc cái giá trị đầu tiên nếu có, còn nếu không có thì nó trả về một cái giá trị mặc định là một cái chuối rỗng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đọc các phần tử của form gửi đến. Cái dữ liệu đọc được chúng ta xuất ra một cái chuỗi thông báo. Đã đọc được là email là gì, họ tên là gì, password là gì, lựa chọn là gì. Sau đó là cái chuỗi thông báo kết quả này được nối với cả cái kết quả của form HTML. Chúng ta kiểm tra xem. Chúng ta nhập họ tên là Nguyễn Văn A, địa chỉ là ABC, password là 123456. Kiểm hay không kiểm thì chúng ta đánh dấu tùy ý chúng ta. Khi chúng ta submit lên thì cái dữ liệu này nó sẽ đọc được. Ta thấy là khi nó submit lên nó đọc được là địa chỉ email là ABC, họ tên là Nguyễn Văn A, password lựa chọn là true, không lựa chọn, submit lên thì nó đọc được là không lựa chọn, lựa chọn là false. Nguyễn Văn B, submit lên nó đọc được là Nguyễn Văn B. Cái trường hợp này là chúng ta chưa xử lý cái upload file. Cái phần tử mà chọn upload file ở trong HTML nó có tên là file upload. Thì để xử lý file upload thì trên đoạn code đấy nó tiến hành như sau. Đây là cái phần code mà xử lý việc upload file. Chúng ta copy cái phần này vào. Sau khi đọc những cái dữ liệu như email, họ và tên thì chúng ta tiến hành xử lý upload file nếu mà có. Thì đoạn code này nó thực hiện như sau. Thứ nhất là nó kiểm tra xem là các file upload có hay không. Có thì mới xử lý. Nếu mà có file upload thì nó sẽ có ở trong cái danh sách file. Đây là phần tử có kiểu là form file collection. Nó chứa thông tin những cái file upload lên. Danh sách các file upload thì chúng ta duyệt qua đó để xử lý. Mỗi phần tử trong cái file của form là có kiểu là form file. Ở đây chúng ta xử lý là cái file upload sẽ được upload vào thư mục là 3w.just.upload. Thì ở đây nó có cái đoạn code nó kiểm tra là xem thư mục đấy có hay không. Nếu mà không có thì sẽ tạo ra cái thư mục đấy. Thì chúng ta có thể là thi hành cái đoạn code này ở bên ngoài trước, để khỏi mỗi lần lặp thì nó lại kiểm tra. Sau khi chúng ta có được thông tin của file upload, cái đối tượng là form file, thì tên file lấy thông qua thuộc tính là file name. Từ đấy chúng ta thiết lập cái đường dẫn file chúng ta cần lưu trữ. Đấy là ở trong thư mục upload và tên file trùng với cả cái tên file upload. Ở đây có một cái chuỗi thông báo là thông tin về file upload mà nó đọc được. Bao gồm là đường dẫn file lưu ra là gì, độ dài của file là bao nhiêu. Để xử lý upload file thì chúng ta sẽ tạo ra cái file mà chúng ta sẽ lưu dữ liệu bằng cách tạo ra cái đối tượng file stream. Sau đó là từ cái đối tượng form file, chúng ta thực hiện cái phương thức là copy to. Copy dữ liệu của form file vào cái stream, tức là vào cái đường dẫn này.
Ở đây là chúng ta đang không sử dụng async. Để trong trường hợp mà chúng ta sử dụng bất đồng bộ thì chúng ta copy to async. Rồi chúng ta kiểm tra thử xem. Chúng ta thử upload một cái file. Submit. Rồi nó đã báo là có một cái file đã được upload. Lưu ở cái đường dẫn là 3wget upload. Chúng ta kiểm tra trong thư mục 3wget có thư mục upload file ảnh upload lên được.